đây là các loại búa gõ trong diện trần. Đầu tiên là búa nhỏ. Cái búa này người ta gọi là búa gôm gai hoặc là búa nhỏ. Kích thước của nó là dài 21 cm, nặng 15 g, chất liệu là nhựa cao cấp. Đầu gõ đầu này là đầu cao su này, có tác dụng là làm ấm người. Khi mà mình gõ khắp mặt nó sẽ làm ấm người toàn thân. Còn đầu đinh này nó có tác dụng làm mát, làm hạ sốt, hạ huyết áp. Đó, thì mình gõ trên mặt đầu cái điểm đau sinh huyệt, chữa bong gân, cảm lạnh, căng cơ, co mặt, nhức đầu, trị bệnh về mắt. Đầu gôm có tính dương, đầu gai có tính âm. Đó, và các bạn chú ý rằng cái búa của chính hãng của nhà sản xuất của thầy Bùi Quốc Châu ấy, là được đánh dẹt như thế này. Khi mình gõ là nó sẽ có sức bẩy như thế này. Đó, và được đánh dẹt. Thì nhiều dụng cụ hàng nhái ấy, nó không đánh dẹt, dẫn đến là gõ dễ gây bị chấn thương và bị bầm tím trên mặt. Và hàng chính hãng bao giờ các bạn để ý cũng có chữ như này: diện trần điều khiển liệu pháp Bùi Quốc Châu. Hàng nhái người ta chỉ ghi là Vina Massage mà thôi. Và ở đây bao giờ cũng có số điện thoại của nhà sản xuất. Đó, đấy là cái búa nhỏ. Còn đây là búa to. Búa to này. Búa to thì các bạn chú ý trên cái thân của cái búa to này được cuộn vào như này, giống như cái lò xo như này, để khi mình gõ thì nó có sức bẩy. Thì nhiều cái loại búa giả ấy, là nó không có lò xo này, nó cứ đánh thẳng như này, rất là nguy hiểm, dễ gây chấn thương. Thì trên cái búa to này, cái đầu đệm này, cao su này, nó có tác dụng là gì? Làm lưu thông khí huyết, đó, làm giảm đau. Còn cái thằng đầu gai này này, nó có tác dụng là gì? Là chống co cơ, chuyên chữa co cứng cổ vai gáy. Hoặc là những người bị liệt lâu năm ấy, thì mình gõ bằng cái đầu gôm này ấy, nó làm giãn cơ ra. Đấy. Thì cái búa to này mình gõ khắp ở trên vai, lưng, bắp đùi, các xương khớp, làm giảm đau nhức, dẻo gân, mềm cơ, giúp máu huyết lưu thông, chữa đau lưng, đau thần kinh tọa và đau đầu gối. Búa nhỏ này thì mình gõ khắp trên mặt các bạn này. Ví dụ mình gõ để hạ sốt, hạ huyết áp cao nhé. Thì các bạn đặt 10 đầu ngón tay như này. Sau đó mình dùng cái đầu đinh của nó, mình gõ khắp mặt. Thì trên cái đầu đinh này nó có 7 cái kim châm, có tên gọi khác là thất tinh châm. Đó, gõ như này nó sẽ làm mát và làm hạ sốt rất là tốt. Đó, gõ khắp mặt như này. Đó. Còn mình sẽ sử dụng cái đầu gôm này. Mình cũng đặt 10 đầu ngón tay này, gõ khắp mặt. Đó, làm ấm người. Đó, đấy là khi mình gõ khắp mặt. Còn nếu mà mình gõ, ví dụ mình gõ bốn xung quanh mắt này, làm sáng mắt này. Đó, mình dùng cái đầu gôm mình gõ, chữa nhức mắt này, chữa chảy nước mắt này, tắc tuyến lệ này, thì gõ khắp như này. Đó, hoặc là gì, chữa kẹt khớp vai này, hoặc là bị chuột rút này. Đấy, thì mình gõ lên các vùng phản chiếu của nó ấy. Đó, ví dụ đây là vùng vai này, mình đặt cái đầu ngón tay đây, mình cố định một vị trí như thế này. Đó, là trẻ chậm nói, co cứng cổ họng này, thì mình sẽ gõ trên cái vùng phản chiếu, vùng huyệt số 8, 12, 20 này, và huyệt số 14, 275, 277 này. Đấy, là cây búa nhỏ gõ trên mặt. Ví dụ mình chữa về cái co cứng cổ vai gáy, thì đầu tiên mình phải dùng cái đầu điện cao su mình gõ để lưu thông trước. Mình gõ vuông góc. Đấy, mình tay của mình phải sờ trước để tránh những cái cục xương ra. Thì cấm gõ lên cái cùng vùng cổ này. Đấy, cấm gõ vùng cổ. Cái này mình chỉ gõ trên vùng thịt và vùng nhiều cơ thôi. Đấy, gõ kín như này khoảng 60, 70, 80 từng đếm. Kín vùng này, sau đó mình chuyển sang vùng này. Tránh gõ lên vùng cột sống. Đấy. Gõ đầu đệm cao su này khoảng vài phút. Bằng đầu đệm cao su này mình chuyển sang đầu gai. Đấy, mình gõ. Đầu gai này có tác dụng sâu, làm mềm cơ và tận sâu bên trong, chữa co cứng cơ rất là tốt. Đấy. Rồi, tiếp theo đến cái thằng dọc hai bên cột sống để chữa đau lưng, thì mình dùng đầu đệm đầu cao su mình gõ trước, gõ dọc hai bên cột sống trước. Đó. Sống trước gõ khoảng 5 đến 10 lượt như vậy, gõ nhẹ nhàng. Sau đó mình dùng đầu gai để mình gõ để chữa đau lưng. Ngoài ra mình có thể là dùng đầu đệm cao su để mình gõ khắp vùng mông, vùng đùi, vùng bắp chân, bắp tay. Đó, để chữa tê mông, tê đùi, đau bắp chân, đau bắp tay. Đó là tác dụng của cây búa này.